Ngày 18 tháng 5, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Trung Quốc hồi tháng 4 mở một nhà hàng lẩu trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình. Tại quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam đối với quần đảo này. Chiều ngày 18 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đối với thông tin về tình hình lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Poyuen Việt Nam, gọi tắt công ty Poyuen, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công ty này dự kiến sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng khoảng 5.744 người lao động trong thời gian tới. Việc chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 24 tháng 6, đợt 2 từ ngày 8 tháng 7. Công ty Poyuen cũng cam kết sẽ chi trả trợ cấp thôi việc cho toàn bộ thời gian người lao động làm việc. Cứ mỗi năm làm việc, công ty sẽ hỗ trợ 0,8 tháng tiền lương. Liên quan đến việc xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin, dự kiến kế hoạch xét xử từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6. Tuy nhiên, quyết định xét xử chưa được tống đạt cho bị cáo và người tham gia tố tụng trong vụ án. Do thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch xét xử trước đó, ngoài ra vụ án có nhiều luật sư tham gia chưa được tiếp cận hồ sơ nên kế hoạch dự kiến xét xử có thay đổi. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có kế hoạch xét xử chính thức và tống đạt quyết định xét xử theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Phòng khám đa khoa Đất Việt, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là một trong những phòng khám lớn nổi tiếng tại khu vực. Tuy nhiên, thời gian qua, người dân phản ánh đơn vị này thực hiện dịch vụ khám sức khỏe không đúng quy trình, khám qua loa hoặc không khám cho bệnh nhân nhưng vẫn thu phí khám. Trong vai người có nhu cầu khám sức khỏe nhanh, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng gặp một người đàn ông xưng tên Dê, ra giá 700.000 đồng với cam kết thủ tục thần tốc sau 10 phút là có kết quả. Dù không có bác sĩ nào thăm khám nhưng trong giấy khám sức khỏe của phóng viên đều có kết quả, gồm mắt, tai, mũi họng, tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp đều tốt. Phần xét nghiệm máu và nước tiểu cũng có kết quả âm tính dù không xét nghiệm máu. Làm việc với phóng viên, bác sĩ Trung Khánh Bằng, chủ phòng khám đa khoa Đất Việt khẳng định, đội ngũ y bác sĩ của phòng khám làm việc theo đúng quy trình thủ tục, không có chuyện khám sức khỏe thần tốc. Tuy nhiên, khi phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đưa ra những bằng chứng thu thập từ quá trình khám sức khỏe tại phòng khám thì ông Bằng cho rằng đây là lỗi của nhân viên. Để làm rõ thêm vấn đề, phóng viên đề nghị cung cấp các kết quả khám bệnh của mình thì ông Bằng không cung cấp được. Tại buổi làm việc, phóng viên cũng đề nghị gặp bác sĩ khám và xét nghiệm thì bà Huỳnh Thị Lan Phương, nhân viên xét nghiệm cũng thừa nhận đã không làm các thủ tục xét nghiệm cho phóng viên. Làm việc với Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, sau khi cung cấp những tài liệu thu thập được, ông Cao Văn Thành, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk cho biết sẽ yêu cầu phòng khám đa khoa Đức Việt giải trình vụ việc, nếu sai phạm sẽ xử lý theo quy định. Trong ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiều hộ dân sống tại khu vực Hà Đông, Hà Nội phản ánh đã xảy ra tình trạng mất điện hoặc hệ thống bị chập chờn. Một số nơi ở huyện Thạch Thất và Chương Mỹ, Hà Nội cũng xảy ra sự cố tương tự. Buổi sáng ngày 18 tháng 5 tại quận Hà Đông mất điện cục bộ trong thời gian ngắn, nhưng đến trưa điện bị gián đoạn nhiều tiếng đồng hồ vào lúc cao điểm nắng nóng. Theo ông Hoàng Minh Thủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Đông, tình trạng mất điện tại các hộ dân ở phường Phú Lương, quận Hà Đông là do gặp sự cố đường dây, buộc đơn vị điện lực phải tách nhánh để khắc phục sự cố. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thông tin, hiện Hà Nội chưa có kế hoạch cắt điện và sẽ nhanh chóng kiểm tra xử lý các sự cố. Theo thông tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, trưa và chiều ngày 18 tháng 5, tại nhiều địa phương khác như Giao Thủy, Nam Định, Sông Công, Thái Nguyên, Hưng Hà, Thái Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Nghi Lộc, Nghệ An cũng xảy ra tình trạng mất điện cục bộ. Ngày 18 tháng 5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phá nhanh vụ vận chuyển hơn 18.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu từ cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Long An về tỉnh Vĩnh Long tiêu thụ. Theo đó, tối ngày 16 tháng 5,
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Long bắt quả tang Trần Việt Thái, sinh năm 1993, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đang giao hàng cho Nhâm Hồng Loan, sinh năm 1973, và Dương Hoàng Minh Tâm, sinh năm 1996, cùng ngụ phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long. Qua kiểm tra, trên xe có cất giấu 17.350 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Kiểm tra nhà đối tượng Loan, lực lượng chức năng phát hiện thêm 950 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Tiến hành làm việc, Thái đã thừa nhận số thuốc lá nhập lậu trên được Thái vận chuyển từ cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Long An về tỉnh Vĩnh Long để giao cho Loan. Theo lệnh cấm vừa được thống đốc bang Montana, Red Jan Forte, ký ban hành, TikTok sẽ không được hoạt động trong phạm vi lãnh thổ bang Montana, nơi có dân số chỉ hơn 1 triệu người. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Montana sẽ trở thành bang đầu tiên tại Mỹ chặn tải ứng dụng video ngắn phổ biến nhất thế giới này. Nền tảng này sẽ bị phạt $10,000 cho mỗi lần vi phạm nếu người dùng ở bang Montana có thể truy cập, được cung cấp khả năng truy cập hoặc tải xuống TikTok, đồng thời có thể bị phạt thêm $10,000 mỗi ngày nếu không tuân thủ. Ngoài ra, các cửa hàng ứng dụng Google Play và App Store cung cấp TikTok trong phạm vi bang Montana cũng bị coi là bất hợp pháp. Apple và Google sẽ phải gỡ TikTok ra khỏi các kho ứng dụng, nếu không mỗi ngày sẽ phải nộp phạt $10,000 cho mỗi vi phạm. Tuy nhiên, các mức phạt này sẽ không áp dụng đối với các cá nhân sử dụng TikTok.